Vâng, tiếp tục đó, ngày 13 tháng 9 nó tiếp tục là ba sản phẩm rất là mới nha các bác, mới kiến công luôn. Đây là những sản phẩm hàng bãi về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, là hàng tuyển chọn rất là kỹ lưỡng. Ba model này là một em Sansui, một em Marang và một em Aquafay. Sansui thì dòng này là dòng kỷ niệm của hãng Limited, dòng cua rất là quý hiếm nha các bác. Sansui 907 Mod Limited. Và con này giá bên em phân phối cho các bác là 20 triệu nha. Giá đã cân đối rồi, 20 triệu đã bao ship toàn quốc cho các bác nha. Hàng đẹp kiến công luôn nha các bác. Kiến công luôn. Con này thì chạy 16 sò, nặng trên 30 kg. Con này thì cấu hình y như 907 lợi tra, nhưng mà âm thanh nó mượt hơn nha. Âm thanh nó thiên về dòng high-end, nên các bác chơi vào những dòng mà loa mới như là Ribe và BBK tăng noi thì con này đánh rất là mượt mà. Công suất khỏe, 16 sò xanh đen. Giá là 20 triệu nha. Hàng đẹp kiến công nha các bác. Các bác thấy đồ đẹp sản phẩm nha. Các bác thấy phía trên đó này. Phía trên là con này nó làm rất là sắc sảo nha, cũng như là rất là đầu tư, vì hãng con này là hàng kỷ niệm của hãng Limited nha các bác. Cái mặt trên của nó là mặt một miếng nhôm phay, miếng phay này, có thấy nhôm phay rất đẹp, không vết xước luôn. Hai hồi gỗ ốp sườn. Đánh hai cầu loa AB và A cộng B. Rồi. Và đây thêm một kho hậu nữa, đó là Marang BM6. BM6A nha các bác. Con BM6A mới cứng cửa luôn nha. Bỏ gỗ zin cho các bác luôn. Em này chạy mạch Class A 350W nha, đánh hai cầu loa AB hoặc A cộng B và đánh trở kháng 4-16 ohm. Nặng cực kỳ. Đánh 8 sò. Chạy mạch Class A. Dòng BM6A là phiên bản nâng cấp nên tất cả các nấm nấm được bát cạnh rất là sang trọng, mạ vàng nha các bác. Có thể thấy được đồ đẹp nha. 350W chạy mạch Class A nha các bác. Rất là đẹp nha các bác. Giá chỉ có 13.500.000 thôi. Bác sở hữu một con Amply công suất khỏe chạy mạch Class A. Các bác chơi vào những loa Ribe, loa Nhật, loa Pioneer, loa Diatom, Onkyo. Con này bát rất là nặng nha các bác. Loa nét tới 3 cấp độ là đặc trưng của những dòng kiểu như Aquafay. Chế độ loa nét 3 cấp độ cho các bác chơi thoải mái. Chỉnh bát chép riêng biệt nha. Đấy, rất là mới luôn. Giá 13 triệu rưỡi nha các bác. Và tiếp theo đó là một con Aquafay Y202. Y202 một modem trên 20 triệu một tí, nhưng mà rất là được anh em ưa chuộng. Y202 về chất âm Aquafay thì khoảng phải giới thiệu quá. Con này giá là 22 triệu bao ship toàn quốc cho các bác nha. Hàng đẹp long lanh nha. Có hai đồng hồ vô rất là đẹp, vỏ gỗ cực kỳ đẹp tuyệt vời nha các bác. Đây, em sẽ để lên cho các bác xem. Rất là mới luôn. Này, các bác thấy mặt mũi nó này đẹp keng nha, không một tì vết, không một lông mèo lông chuột gì luôn. Con này là hàng sưu tầm, để các bác là sưu tầm nha. Rất là mới nha các bác, mới cứng cửa luôn. Chạy 8 con sò sắc Toshiba chữ đỏ nha. Này, các bác có thể xem kỹ lại một lần nữa nha. Đây là hàng tuyển chọn bên đây và phục vụ các bác những sản phẩm là chuẩn, đẹp, nghi hay, trưng bày, bát chép, vâng vâng. Đặc biệt của nó là đánh được 3 cầu loa nha các bác, A, B, C, A cộng B, A cộng C. Đây là chế độ đèn, vẫy. Con này hình như chạy là 4 nguồn điện nha các bác. Nó có tích hợp cho các bác chơi 4 nguồn điện nè. Hàng từ Nhật về là đang để điện 100V. Các bác có thể sử dụng điện 120V, 220, 240 vân vân. Rất là nhiều chế độ chơi, 3 cầu loa nha các bác. Cầu loa A là trên dưới này, B trên dưới vậy nha, chứ không phải đánh thẳng ngang vậy đâu. Trên dưới nha, này đó vậy đó. Dây nguồn là 3 chân nha các bác. Rất là thích hợp cho các bác chơi nâng cấp dây nguồn hay em. Có dây nguồn hết cho các bác nha. Rồi, em dừng video. Này là những sản phẩm về rất là mới, tuyển chọn rất kỹ lưỡng nha. Đấy, còn B16A này tuyệt vời, giá rất tầm tiền. Con này là con Sansui, chính là 7 Mod Limited. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Đánh 4-16 ohm. Series là 3608 nha, 3608. Rất là mới luôn nha các bác. Các bác thấy đồ đẹp này. Đấy, cái miếng nhôm phía trên này. Không một vết xước nào luôn. Rất là mới luôn. Mọi chi tiết mua hàng các bác alo cho qua hai số điện thoại phía trên màn hình, em giao hàng toàn quốc cho các bác nha. Và tất cả giá em đã bao ship cũng như đã cân đối cho các bác hết rồi. Các bác chốt thì alo cho em nha.